không khí của gia đình mấy ngày qua là rất là hào hứng, phấn khởi và một chút pha một chút trộn lẫn những niềm vui. Không khí của gia đình mình rất là vui, em thấy là rất là sum vầy. Rất là mừng á khi mà cưới được con dâu á, cũng thấy là cũng dễ mến, dễ thương. Cậu Tháo thì thường hay dẫn tụi con đi ăn, dẫn tụi con đi chơi, có khi thì rước tụi con đi học về. Nhi và bác lanh lẹ, cũng khôn, ngoan, lanh lắm á. Cũng hòa nhập với lại gia đình, không biết nói gì hơn. Cũng cảm ơn là được làm được vuông tròn vậy. Chúc cậu Sáu là trăm năm hạnh phúc nha. Với lại nhớ tới thằng cháu thôi được rồi. Dạ. Hai em luôn cứ nhường nhịn nhau, cứ nắm tay nhau bước. Cuộc sống còn dài là những trải nghiệm của tụi em đó. Và muốn tụi em có con cháu đầy đàn để cho ba mẹ mừng. Cậu mợ là chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Với lại cậu mợ dắt tụi con đi chơi nhiều nhiều. Dạ, chúc cậu Sáu hạnh phúc bên mợ.